Ừ. Đây đây đây. Trời ơi. Ôi. Ôi lái ba chiếc xe này. Đây ha. Ôi. Không, mình đâu lái được. Trời ơi. Đi đường thở vậy. Ồ. Chữ hề, chữ hề. Rồi, mình đi nè. Lên đường. Ốc. Ba, bye bye. Bye bye. Rồi. Đúng rồi, TikTok là nó nói là cái cối xe gió nữa quạt để bão nó bay ra mà. TikTok á. Này chẳng coi TikTok. Ghê chứ. Cái chân mà xanh xanh đó, chỗ cái đó anh mà anh bước cái chỗ cái đất về nó có đường nha. Anh đứng đường nha, anh được bước qua cái chỗ mà đèn cái lời lúc đầu mà. À vậy ha. Nó cũng có bay xuống nhưng mà hào đó thôi chứ không có đánh nổi. Đây ra biển được luôn không hay là dạ không, cái này cái hồ nước ngọt. Đây hồ nước ngọt hả? Dạ. Wow, biển là ở ngoài kia, biển mà đứng ở trên trời ra ngoài kia là thấy biển ngoài đó đó. À biển bên đây đâu mấy anh ơi. Đúng rồi. Này là biển. À hồ nước ngọt luôn hả? Hồ ngọt giữa sao giữa cát vậy đó. Ở chỗ kia nữa, ở chỗ kia nó có bụng nữa à. Đâu? Đây hả? Đó, nhưng mà nó cạn, nó cạn đúng không? Dạ. Nó có bụng. Có gió rồi. Mấy mùa mưa á, nước nó còn có gì bữa nay nó có bụng đó. À nãy cạn đây à. Ủa còn dưới có bò gì nữa hả? Dạ có đó là bò. Bò của khu di tích hả? Của người dân á. À. Ủa vậy là quy hoạch còn chưa khúc đó hả? Khúc đó của người dân hả? Dạ, cái này là của ai? Nói chung là bên của du lịch. À. Đó. À, tưởng là hơi nguyên cơ. Cô ấy nha. À, người ta thấy bò giật mình nó ở giữa cát luôn. Bò rồi. Mấy chị đòi ra cái đó chụp hình đó, cái cây đó đó. Ờ à, đúng rồi, đó là xe tụi em xuống được nhưng mà về là về bao vòng suốt ở trên cái chỗ cái tường sắt đó mới về được. À không có lên được, lên dốc đâu nổi. Lên dốc này đâu nổi. Cái mùa gió mà thuận được á là xuống được lên đi mới được. Tại vì nó đang đứng quá. À tức là giật lên giật nổi. À tức là phải hỏi lên thì dễ lên đúng không? Dạ đúng rồi. À phải. Cái là phải bao vòng đi đường dần đi về tới cái chỗ cái chùa đó. À vòng tốt kia tại dốc quá mà dốc nó lên nổi. Vô thôi thì lên nổi. Ừ.
gì ăn? Đâu? Đâu? Từ từ anh lên đi. Ô. Không thấy. Trời ơi, nãy ăn kiếm được. Nè nè em ơi. Woo! Dừng lại. Nè, đây. Ủa, cái xe đó thuê là muốn chạy đâu chạy không? Dạ cái xe đó mình thuê mình chạy đó muốn chạy đâu chạy trong vòng 20 phút. À tức là mình kêu cái người chạy chạy đâu cũng được đâu. Đó, có người ta đang nằm đó, ta trượt hết đó. À có cái người. Anh cho anh đếm chạy. À, xe nó sẽ xe địa hình mà. À chạy quá trời kìa. Có lên nổi dốc qua đây không? Bãi xe 700 nó lên rồi. À có xe là 700 nữa luôn. Xe 700 chứ mà tụi em chạy cửa đầu lên. À còn xe. Ủa? Xe nãy 800 chiếc mà. Đây là 700 con số á. À 700 con số, 700 con số. Còn tiền của kia là 800. À 800 thì mình lên. Vậy là xe này chưa đủ lực lên. Chưa, nó chỉ chạy vòng vòng nhẹ nhẹ mấy vòng nhẹ thôi. Không cao quá đâu lên nổi đâu. Cái đồi đó nó tụi lên trước tụi thì ra chỗ cũ luôn mà, tao chở mình ra chỗ cũ. Trượt xuống đi bộ lên chưa phải không? Lội bộ lên phải không? Trời ơi, bộ lên, chưa nắng thì nổi chưa không dễ. Nếu mà anh muốn chơi đó, mà đi ra gia đình mình là có 10 người hay 8 người á. Ừ. Tôi này, à, lấy cái xe mô tô chạy lên. Tôi chở anh đi vòng lên, khỏi đi bộ. Đúng rồi, cái đi bộ thì chết luôn. Một vòng bộ à. Đúng rồi. Sao không rõ? Xem không? Ở đây là mình đi ra luôn nè. Xem nó không rõ kìa. Ở đây là mình đi ra luôn nè. Anh, ừ? Xem không rõ. Xem xa nó không rõ. Nó chủ yếu là nó phải gần kề kề xe. Trượt xuống. Không, mình quay nhiều cũng được, quay nhiều cũng thấy mà. Thấy nó trượt. Đâu có, đâu chạy về chứ. Đó, đào xe xuống. Em đừng zoom cũng được. Để gì? Xa lắm. Ở mình mắt mình thấy camera này giống sao nè, anh nhìn đi cái tẻ luôn, anh cảm thấy mỏi tay. Sao anh ta không chạy qua đây ta? Kìa kìa kìa, ta lại đây kìa. Ờ, leo leo lên kìa. Ta. Kìa bên kia nữa kìa. Căng kìa. Quá đã. Đây luôn rồi. Ờ, những nguyên lái chứ đâu cho người lái đâu. Ôi, sao. Đây. Ôi.
Ôi lái ba chiếc xe này. Đây ha. Ôi. Không mình đâu lái được. Trời ơi. Đi điện thoại rồi. Ồ. Dữ thật dữ thật. Cái kia là trượt cái ván. Đây, dạ. Giờ tin ngồi trong nội nha. Đi thôi, tin ra đây cho chơi đi cho nó. Tin ra đây tin, ra đây nè. Ra đây tin. Ra đây nè. Ồ nhìn. Nhìn. Ẩm tin ra, ẩm tin ra. Tin lái xe đi. Ra đây nè, ra đây. Nè, em quay đi. Anh dịnh con đi. Đang quay á. Rồi vô lòng cho nè. Con nhịn cha chặt đó nha. Chú ba cũng nghiêng đó. Thì chú ba ra đây đi. Chú ba ra đây ngồi luôn đi, mà nó nhắm mắt rồi mà. Rồi đi nguyên nhà luôn kìa. Ừ. Ba chiếc xe với... Nhưng mà nãy tao không tượt ha. Nãy đi nguyên nhà gì tượt im ha. Ừ. Là xe đây là muốn rước xuống rước nữa mà. Ừ. Trên kia người ta còn nữa kìa. Giới hạn thời gian thôi chứ đâu giới hạn. Cái này rồi. Rồi mình đi nè. Lên đường. Ba bye bye. Bye bye. Bye bye. Rồi. Yeah.
Gọi tên đi. Nhìn cái đi. Cái gì à? Không sao không sao. Không sao không sao. Không sao, không sao, không sao. Nè vô chú cho mượn vô. Xe chạy kìa. Vô chú cho mượn xe chạy. Cái chiếc xe bự bự nãy á. Mượn xe chạy. Rồi vô chú cho mượn xe chạy ha. Rồi vô lấy xe, mượn xe chạy nè. Đó. Quá trời xe luôn kìa. Rồi. Tới rồi. Chạy ghê. Xách cá xuống cho quay. Trong mặt quá quay được. Trong mặt quá. Hả? À. Chạm kêu quay bắt tài quay. Rồi, tiến. Ok, chào và hẹn gặp lại mọi người ở đây sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ chị Trên Dừa và xin đến nha, bye.